Chào nhà. Chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Rất vui nhà đến video theo mình. Hôm nay mời ông bà cô chú anh chị em cùng xem kẹo song tô cả nhà. Bữa nay có vợ đậu xuất hiện nữa nha. Xem mình sẽ làm kẹo song tô. Mình với vợ mình một bầu. Bên đây là Nhật với cô Tư một bầu kẹo song tô 50 điểm. 45 điểm, 5 điểm cuối bằng tổng là 50 điểm. Sách bia này vợ mình hai bia nha, bia đỏ bia vàng. Rồi còn mình một bia vàng nữa cả nhà. Bên cô Tư với Nhật sẽ bia trắng. Rồi giờ mời hai bà thi. Rồi lên đi. Rồi mình thi thắng nha, mình là ba. Rồi sách bia này mình bi chủ mình là bi vàng đó nha, vợ mình bi vàng với bi đỏ, còn bên Nhật với cô Tư bi vàng bi trắng. Rồi mình là ba đó nha. Này vợ mình lấy cây kiếm mình nữa nha, mình chơi cây kiếm khác nha. Một đổ nè, bây giờ mình xả trước chơi 20 đi. Không ngày vợ mình bận công việc cái nhỉ, hôm nay mới xuất hiện cho lại. Không ngày quánh sao không có cầm cơ luôn cái nhỉ. Có từng này à. Rồi xong. Rồi mau bỏ. Y gan luôn. Không ngày không quánh lại chim cái nhá. Bây giờ là quay bây giờ cỏ bây giờ mình chưa nha. Trước mình đem lại những clip giải trí muốn buổi trưa cho hàng ngày cho nhà xem. Được suốt thời gian qua ông bà của chú chị em đã theo dõi ủng hộ kênh mình, cảm ơn ông bà của chú chị em rất là nhiều. Gì trời bơi ra luôn rồi, cứ chạy luôn rồi. Cái gì vậy? Chạy tàu lâu không nhau. Ông bà cô chú chị em thấy clip mình hay nhớ cho mình một lượt đăng ký kênh nha. Nhận được những thông báo mới nhất khi mình ra những clip mới nha. Một lượt like, một lượt chia sẻ rằng mình có động lực ra nhiều trận đấu hay, nhiều giải đấu hay hơn nữa cho nhà xem. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Rồi tới em đó. Rồi quánh. Một cũng gọi được rồi nha. Có lý. Hey. Rồi nghe luôn. Màu này đẹp. Mỏng quá vàng. Ừ đúng rồi. Mỏng nha. Hai điểm đầu tiên cho đội hay chồng anh số giờ hay không nha, cho đội tư nhập chút nữa. Giờ cả nhà thấy bị trắng gì vàng đã là bình luận cho mình luôn cái này. Nó chưa cơ mà. Một. Của em, tôi lấy đỏ kìa. Không có vàng. Mình trúng trái đi, trúng trái để về là trúng đó. Rồi, thấy không? Chúng chơi chúng phê rồi chúng. Im không? Im không? Quá im. Hai. Ba. Nó dạng cái đỏ, nó dạng quánh trắng nè. Nó dạng quánh trắng. Nó dạng biết. Hai trái nó gần dễ canh hơn. Bốn đúng rồi, bốn đẹp. Dạ. Hai chồng mình thắc thế là vụ ba ăn nha cả nhà.
mình phải đi clip trước đi cái vậy. Bốn không em? Năm. Không rồi, chắc chắn nó dậy đây cái này. Đó, người khéo đó, khéo đi. Năm. Đó. Chưa bỏ à? Chưa bỏ à? Úi giời ơi. Sao? Gì trời? Chưa bỏ nữa à? Úi giời ơi. Thôi sáu thôi. Sáu nữa tám. Thành ngu quá chị trời. Đùa. Nói đùa, đùa con em nữa. Ăn giùm em đây. Chúng mình là hai chồng mình phải đi trước chừng 20 điểm lít vậy nha. À, hồi vô ba băng mệt lắm. Ba băng là vợ mình hên xui, hai bi hên xui nha, ra sườn cũng có đường nha nha. Chúc ông bà cô chú anh em buổi trưa xem pizza kênh Pháp TV mình có thật nhiều sức khỏe nha, ngày mới làm ăn phát tài đúng không? Nhận sự điều nghĩ à. Ồ, tiêu phẩm được không? Đẹp nè, 4 điểm bên đội nhập như cầu tư 4 điểm đầu tiên, điểm số giờ 48 à, đây ổn quá rồi à. Đó có vậy lục ngày cha dài lục ngày. Gì trời. Vừa lại chứ. Vừa qua vừa lại quen nữa nha. Phải dưới trời. 4 nữa là 8. Rồi nhập 4 nữa là 8 điều. Ôi. Rồi xe từ đó rồi tới đó. Một. Nhẹ vô em. Chúng cái trắng nè, chúng cái trắng, chúng mỏng thôi nè, cũng vậy đó, nổ. Một điểm. Dạ. Yeah. Hey. Ba. Yeah.
4. Năm. Nó thả vô. Chút cái dạng nha. Chút cái dạng trước. Sáu. Bảy. Tám. Chín. Ôi. Cô luôn rồi. Thôi cô luôn rồi cả nhà ơi. Ôi ô, đụng mạnh chút nha. Chút xíu nữa tắt thở luôn rồi. Mời mời mời. Ôi. Vừa tới dính luôn à, không nghe tiếng nghe bọng gì vậy. Bị me à ha. Mười một. Nó quánh trắng đó. Nửa trái đi, để phê về dưới. 11 đó nha. 11 đẹp. Đợi hai chồng mình 11 đó là 19. Rồi. Hộp. Ô. Nó không? Trời ơi, đã rồi. Đã rồi cái này ơi. Mất. Em á. Hai đó. Rồi. Cú lên luôn. Cú thẳng đó. Để đầu á, nghe vô. Ừ. Nghe lắm mày, nghe mẹo. Vô lại thành chỗ. Đá vô, đá vô. Nói phê thì giờ thôi ô ngon ngon tao mất không chút không là một chuyện à. Thank you.
Đây em nè. Giờ lắm nhỉ. Mấy nhỉ? 2 nữa 12. Để gì chị phái đó mà nhỉ. Một. Hai. Cái đỏ kéo nè, kéo dài. Nó kéo vô ngược lên chúng nó phải vô. Đây đâu? Đây đó. Hai nữa 21. Ừ. Đi đi. Cắt cơm, cắt cơm. Đi ăn đâu. Trời. Vô đi ăn dính. Quá xì. Vậy mới nhập, mày quánh gì là cho hay quá nhập ơi. Hay lắm nhập ơi. Đúng là hụt vàng. Hụt vàng. Vàng trong cái ổ. Ôi giời ơi. Rồi nghe hiểu cái nhà hết trâu luôn rồi. Trời ơi. Này kiếm kiếm quá nhẹ cái này. Kiếm đồ ngủ. Cơm, cắt cơm. Cắt cơm. Ừ. Còn ở nhà bị còn ở xa cả nhà. Ừ. Quánh được, còn tôi quánh được đâu. Trắng rồi ba, qua đây đi, qua đây trắng rồi ba. Qua đây. Không. Trời. Đem đem. Mấy? 5 nữa 17. Ôi, từ từ đấy. Thấy rõ nè. Thấy rõ nè. Đi quá. Cái đó quánh vừa gà, để vừa thận luôn. Quánh vừa ngược kìa trên đây nè. Gì phải không? Ốc hay bên đây, ốc hay. Ừ. Vậy anh mỏng. Nửa trái. Cái quánh vừa gà vậy. Mạnh lên đúng không? Ừ, mạnh. Ôi vô có phê nữa rồi. Chưa để phê mà sao nó giật lên cả nhà. Bỏ kia không để mà.
Để bộ này nó hách cái tay nè. Tính năm trẻ đó. Kia ban đầu nó nằm trên đây đường nào quấn vô đâu ăn được. Ngày là 2 ngày nó đặt đầu à, nó 2 ngày gì? Đưa nước cho thứ nước mà không 4 ly đi. Mày có nước hả? 3 ly thôi. Mấy? 3 đi. 3 đi 20. 20 21 2. Tôi đứt rồi. Bánh em ơi, bánh em. Đỏ nè. Nhẹ vô. Này. Ba. Đâu có đâu, mình thấy đó. Bốn. Anh gì vậy? Bốn mươi 25 nhà ơi. Dạ ngon, quấn vô cái trắng thôi. Giờ mình quấn vô cái dậu, banh luôn cái dậu rồi. Mình để cái gì luôn. Sáng gì bác? Đúng nghe. Bữa trước thì chờ thu sáng. Trời ơi, dừng ngay, ôi, dừng ngay. Thì nói vậy đi. Đó em nghe em ơi. Để mình làm nước rồi mời cái nhà uống. Dừng chúng cây luôn, dừng ngay luôn. Dưỡng hai mới ra. Hai. Nước ta rồi. Gỡ kẹo nhỏ. Đâu sợ đâu. Đi ba cái này. Đi ba cái. Lại nghe nhăn trời. Ai dậu? Làm vừa ăn. Mấy nhớ đi ăn làm nó nặng rồi. Thôi em nói về chuyện hai nói chuyện cho vui ha. Hey. Hai điểm. Ba. Ba điểm. Bốn.
tới luôn. Bốn. Cũng đi đổi lắm nha. Cái gì chứ này? Rồi gỗ bén nè. Để chơi vô. 4-29. Còn ai sợ thiếu. Đây ngồi vô ngay chậu cái nhã, như hai, giải nhớ nha. Vậy. Giải nhớ như hai á. Vô vô mình được, nó ngồi nó làm mình được vô bạn. Đúng. Ừ, quá, vô bên cái nhà ơi, chậu quá. Vừa hai lên là mình ăn luôn nha. Hết vậy. Có ai nói cho mình thân không cái nhà? Trời ơi, ừ. Kéo, thằng, kéo nằm cho anh em đấu bây giờ nè. Thấy vợ vợ chết đó nha, cái gì hay á. Đúng. Một. Ai bắt cái đây nè. Ai bắt đó, ai bắt nhẹ thôi. Nhẹ rồi. Nhẹ. Đúng rồi đó. Alo. Gút rồi luôn. Shit. Trời, thiếu phơi chứ trời. Thấy lên sợ vậy? Quánh gì mày đòi bắt bộ chương 2. Vô. Chơi hai người, chơi hai người, chơi hai người rồi mày đổi. Một. Không hay cho giống tới đây nha hai. Hai hai hai. Hai mà cũng chia ghẻ à, hai với hai cháu là bạn tây nè. Đó là. Dư quánh gà để đỏ. Quánh gì à? Này. Vậy nha. Thằng con kéo về dưới giờ làm gì á? Kéo về. Em gầy. Em gầy bị á. Phê đã nó qua nó chạy xuống rồi, phê xuống. Anh cũng quẹt và lục nhà luôn. Ly nào của anh hả? Hả? Muốn hai ly luôn hả vậy? Đang quậy đó. Của anh đó. Giờ mới làm nước mới mở cái nhà cái này. Như thường lệ cái nhà. Mời ông bà của chú anh chị em xem video cho phát huy mình uống trà đường. Hôm nay uống trà đường cái nhà. Uống trà đường chung xem mình luôn cái vậy. Này mời thiệt tình cái nhà vừa có video cái nhà vô mặt trà đường uống với mấy anh em luôn cái vậy. Cháu luôn. Rồi rồi sáng mắt rồi tôi quấn rồi. Ngồi đây. Em chín cái nhà điểm số gì em chín 20. Mươi. Ba. Dạ. Chưa tới đếm rồi trời. Rồi. Dạ. Rồi. Bốn con mấy? Bốn luôn tên. Đổ vàng luôn. Đổ vàng kính thôi. Đồ nặng lắm. Từ từ. Đúng rồi, hợp lại. Quýu. Quýu, quýu nè. Đúng. Đúng rồi. Đúng rồi. Mày. Bốn rồi. Hai mươi bốn. Đó vừa tôi có hở gà luôn, xuống dưới này. Chúng nó kiểu ra chào ra ngoài lên rồi. Chết phát à. Ơi. Một. Chết à. Cái vàng kéo em, tôi kéo đó. Kéo đỏ. Kéo đỏ vô dậu là tịch đó. Ra đó giờ bữa nay thì đang gỡ cái chuyện quán quán mà để chuẩn bị. Trời ơi, ai sợ trời chơi ở đây ai sợ. Ô, kéo dữ vậy trời. Từng lẽ nào không quánh, giờ hôm nay quánh kỳ quá. Bây giờ cho quá cả. Ai ai đứng ngay tâm bi thì né né dùm cái. Lại dần dần cái quất bóc hết lắc. Thôi vẫn lạc đạn cái là cứu đó. Lạc đạn cái lỗ đầu á. Đúng rồi. Ừ, chúng rồi. Đúng rồi.
bỏ rồi. Cái không bén mà. Nó đẹp lắm, nó rúng rồi, bụp nó rúng. Có đạp luôn đó chứ. Cái bẹp thì không trúng rồi, là cái bụp nó trúng. Nghe nói gì trời. Tứ gì em? Tập tứ cái này. Tứ để phải bên dưới, bánh mép bên trên. Phải bên dưới. Vậy nha, mạnh. Vậy. Xuyết. Rồi, đây. Ngày Ngô Lan chiếc nữ đó. Miếng nào đó, miếng nào đó. Chè trộm hả? Không rõ nha, không có vàng nha. Sức bằng ngoài luôn. Ừ. Hôm nay cho tổng hãy rút con cô dâu về hôm nay. Này. Sưng. Rút cô dâu về. Rút rồi. Cô dâu ký liễu. Dạ. Rút về. Là máy giặt nè. Tủ lạnh nè. Là cái gì? Cái gì mà máy lạnh mới nó được thì đủ thôi. Đa thứ giặt cũng lạnh thì đủ thôi. Đồ đang đóng tải vậy luôn. Một. Mình phải gò bi cho mình, vợ mình cặp khỉ vô gà không có được cái gì. Chứ còn sao là chua ăn à, nó mỏ lắm. Mấy gì giặt cũng chưa đó nha. Để đâu có nửa trái, đừng để phi nha. Nửa trái đi là chứ. Không, không để về, để về dư. Nổi cho chắc. Go. Hey. Ồ, 2:31. Cà ghê nè, cà ghê nè. Quá nhẹ. Cà ghê, cà ghê. Ghê lắm mày, ghê dữ lắm mày. Con em, thấy rõ kìa. Lạng dữ ta, quanh nhẹ lạng. Có đây không, có đây không chắc không. Đúng rồi. Nhẹ thôi, quá vô. Nó vừa dữ trời. Một đếp. Nó lòn luôn á, nó lòn. Hey. Muốn hơi lòn nghe. Lòn gì mà lòn, thế mà không lòn được, gạch nó không lòn được. 3. Anh giờ trắng vậy đây. 4. Ừ, 2 cái gì đó. Nhẹ vô. Nhẹ. Yeah. 5. Cái này. Dạ. À. Cái gì vậy? 6. Cái gì vậy? Nhẹ vô nữa. Nhẹ vô. Thiếu nghe. Ôi trời. 7. Không gì vậy? Nó rung. Cái vô gạt rung á. Vô gạt rung. 8. Xíu nữa đâu rồi. Xong rồi, con chiếc khác rồi, con ngừa rồi, 8 điểm. 9. Lên báo động đi. 10. 15. 11 rồi luôn. Quá sợ bị ấy. Để nhẹ vô rồi. Bị đồ cơ kìa, nhíu quá. 12. Dạ bị hết rồi. Đói luôn. Không ghê hả? Thôi ăn đi em. 12 điểm. Để đầu quánh ghê nè. Quá trời. Để đầu nha. Nghe nghe nè. Nghe dữ chưa?
Tụi nghe dữ chưa? 12 nữa, 43, đúng rồi. Được không, chính chỏi nè. Tìm nó đây, còn 2 lít nữa nè. Nhà cô hai ở Việt giá ghê. Bây giờ mình cắt biển xa xa vô ba băng mới lợi cái này chứ còn quánh mà ngang ngang mà chỉ có mình quánh ba băng thôi. Trời Diệu nổi đâu rồi ta. Trời anh mẹ nhau. Trời ơi trời. Ê, trời ơi. Mày kéo quần xuống. Ôi, mày kéo quần. Quần lên. Tên hả em hả? Tên anh. Kéo quần. Anh cái gì? Anh không? Mày, dạ, mày giặt nó ra ra đi. Không được. Thôi rồi. Đi vô mẹ đi. Tiếp nào cũng nói nha. Vô mẹ nha, chạy vô mẹ đi nha. Đi mẹ đi. Đó em, một nè, quýnh cái ăn nhẹ vô đây cái ơi. Để đầu không? Đi sao mẹ? Đi sao? Đi sao? Đi sao? Đi sao? Đi sao? Để ồ, mang dép rồi nữa kìa, thấy ghê không? Một gái không? Dạ, mang dép đi kìa. Bao nhiêu nhập? Một gái. Đúng. Hay quá. Một. Lấy đỏ kìa, đỏ. Còn quýnh lên đầu nè, để quýnh vàng nè. Nở cháy nha, để đầu nó nở cháy. Miếng phê là miếng phê. Không có phê trời, kêu để miếng. Tại vì chưa có phê hung. Một. Bị gì kìa cha, nó bị gì kìa cha. Nó sụm quá mà. Không có cái giò bị gì rồi. Cái giò nó bị gì rồi, ảnh nó coi để đi anh. Cái giò bị gì á, đau rồi kìa, để đi anh. Tính gỗ, té té bây giờ. Cái gì vậy? Té rồi, cái mặt nó gì rồi. Chúng cái giò đau rồi đứng sụm quá mà. Ý chúng rồi. Ăn kìa. Này hả? Đã rồi. Vô mẹ đi con. Vô cho mẹ để té nữa đó. Té rồi, đau rồi. Té nữa bây giờ. Đừng. Con đi vô mẹ đi.
Rồi, hai chồng anh đủ 45 liếm liếm nha. Còn 5 liếm cuối không anh? Được rồi, muốn ba băng học đó nhảy. Mít đó. Vô ba băng cái nhảy, giờ mới được ngang ngang cửa cái nhảy. Em mua tới đầu, em muốn mà băng đó. Anh. Đó, đó, cái đó. Đó, nó đâu ra được. Cởi quần ra kìa. Cái đó, không, không thấy. Cái đó đi xếp kẹo rồi ra. Miếng nữa đó. Em nghe muốn mà băng kìa. 27 nữa, 4 nữa, 3 nữa, 4. Từ từ em, nghiên cứu. Ba băng không? Ba cũng không được, đúng nữa. Nè nè nè, lấy vàng quánh mỏng chứ cái đó nè, quánh mỏng này nè. Mỏng nha. Ui đi nghe sơn mỏng mép bị này nè. Bỏ ống phèo động luôn. Mỏng chứ đó. Mỏng càng mỏng càng tốt. Được. Sao mà cái tay đặt bỏ kêu đặt bỏ hoàn toàn đó. Giật cái luôn mà luôn đó. Cái gì sao quánh mà giật chịu nó dính cái gao lại. Cái gì hắt lên không? Ở đây cái đó là mạnh về dính trong rồi. Bỏ đâu để quấn vào gà thôi, còn bỏ nó muốn quấn kia thôi, phải chịu bỏ lại nó mới không có đẩy gì cơ đâu. Bỏ băng quấn rồi không? Bỏ băng hoàn toàn rồi. Ờ, tối giờ giờ quấn hết bao bì băng rồi hết rồi cái này. Không quấn ra chắc chắn là nào cũng vậy mới được. Vô để mà băng quấn thôi xung xung vậy. Có chịu cái này như này, đây tao để mày. Điểm nha. 50 cuối bàn là bên đội của Nhật với cầu tư còn 15 điểm. Đâu để thêm kìa, thêm kia luôn, nó mỏng nha. Thêm kia cũng mỏng, cũng như gà mỏng là tốt. Bò nó. Chạy vô chạy chạy chỗ chỗ tay á, chạy chỗ tay. Đó, đó. Trời vô. Trời ơi, lâu rồi. Ngủ đặt tay quánh ác nha. Nhà vệ sinh còn chứ. Đủ quá. Đúng rồi. Mắm có ăn. Vì đây có bầu, có bầu. Ừ, rồi xong rồi. Trời ơi. Tao ơi, sao lại tư.
dạ lắm lắm rồi. Từ gà bằng đỏ hết sức. Gà bằng đỏ quá dễ chút. Ừ. Trời ơi, vậy dữ vậy. Hay là mình còn 5 cây cuối băng cái nhà chứ không còn nước nữa cái nhà. Vô qua băng nãy rồi. Xong mở lên 45 điều là thấy mệt. Được. Đang được. Thế gì là mới cân bằng cái nhà chứ để đồng điểm là mình khó chịu cái nhà. Một. 2. 7.5. Kinh dị luôn. Rồi, cám mà đó nha, đúng không? Ừ, đúng không? Bầu, à. Đúng không? Đó rồi. Ừ, quá ngu. Ba là còn 7 tiếp nữa nha. Ba nữa bên đội của tôi với Nhật có 38 rồi. Đây em. Đó, em mua ra thượng rồi kìa. Từ anh ơi. Nó đỏ quá, nó vàng quá không? Không có. Lấy chai đỏ quánh chai trắng nè. Tứ vậy? Có lặn vào trong này áp phê trên chợ mà quánh nó... Ừ. Bỏ nó tứ đây, kìm lại. Đúng rồi. Chợ chợ của ba. Bỏ gì? Thì quánh vô trái là chúng à. Mạnh nhẹ. Mạnh. Mạnh, hãy về cho đủ. Ừ. Ơi. Ê, chánh kia. Ơi, ơi, ơi. Thấy chưa? Bóc. Cái nhà. Bóc. Ngô, có được gom nữa chứ. Cái này hơi khó chịu à. Quá em. Được chưa em ơi, từ từ. Trắng nè. Đó. Đỏ trắng nè, đỏ trắng. Em quánh để về trên chợ quánh nửa trái đi. Để coi chờ qua. Ừ. Quánh mấy bà chơi luôn phải không? Ừ ừ. 2 điểm. Vậy chắc vậy hổng ta. Ừ, vậy cái bữa nãy vậy đó. Nửa trái. Rồi luôn, nửa trái luôn. Chính xác mà không trúng trái. 2 nữa, 47 nha, còn 3. Còn 3 điểm ba băng. Dạ, đang trúng quẹt, quay. Chúng. Dì trời. 1. Ô. Muốn ba băng luôn hay gì trời. Sao bằng? Chừng hai bác kỳ vụ không thưa? Đủ rồi. Đấy, trời ấm rồi. Dạ. Đúng. Trời ơi. Gì vậy? Cái gì anh ơi? Rồi, uổng cho da trời chứ rồi. Út. Út trời. Hai. Hai sao vậy hai? Hai có ba. Ba. Ba mấy? Từ trong trái rồi tính tiếp nữa, gom lên gom tính nói sao. Sao? Đi mới lấy đi ngừng sau đó. Ba có bốn á. Có bốn luôn nha. Kỹ tư, mà cho nhẹ lo con hồng ra. Đâu gạo tính tắm luôn. Kéo về là giật. 4-1-5. Đúng rồi. Rồi. Út rồi. Út rồi. Út rồi. Trời ơi, út. Đã đặt tôi út rồi. Út đâu. Trời, cứ còn ra cho biết còn. Tới em á. Em nó học trái không? Anh mới quánh kéo gì. Ừ. Bóng 42. 38 cho 4, 4 2. Cái gì đó, chắc chắn không ta? Chưa.
Xì gô quá, xì gô quá. Vàng của con. Bên này nó chỗ có cái vàng nha. Bên đây là nghe, để xem mình chở. Nó hơi chở. Ông về. Dạ không. Xin chở nha, bánh cho chuẩn nha, để về sao bánh gì. Được rồi, cho vô nó bánh đổi về. Có hai bằng à? Hai bằng nhiêu? Chắn. Ôi trời ơi. Vô vàng không quá. 6 giờ. 6 giờ đúng luôn. 6:01. Một cái chơi sao vô cái bi để gì để nó đổi hướng khỏi nó ra, nó không có ra cà phê đâu. Để theo này mà dắt vô chơi một kia. Nè cái này nè, cái này mới vô nè, mới dính giỏi nè. Vô đâu có niệm qua nhà. Nhà lên trên thường có tới cỏ qua đây là vàng vô lên. Mình điểm ba băng vô, điểm ba băng đó. Vô hả? Cả như 2 điểm rồi đó, ông quánh điểm này nữa là vô điểm ba băng đó. 2 4 4 rồi đó. Dạ, đậu không hay lợi. Quá mạnh này đỏ nhạt ra. Nhạt xấu. Còn quá. Hai chạy ông đúng. Rồi nè, có xuống bài. Rồi bên đội nhận ra đủ, đã chạm vào đủ điểm 45 lít nha. Giờ còn 5 điểm của ba băng, mình còn 3 điểm ba băng. Còn 5 còn 3 nữa nha. Rồi hỏi chị điều nữa vậy. Chị trời. Trời. Chị số 446 luôn cái vậy. Tao đích luôn rồi. Này mình ghé thêm điểm 2 điểm nữa mới chắc ăn cái vậy. Chị bỏ. Chị trời. Chúng gì? Mấy ngày thi gì mấy chúng đó chứ không được đâu. Không có đúng vậy trời. Trời. Ủa chiều quánh mà. Mạnh gì đó đi, qua mặt luôn đây. Sao nó 48 qua mặt đẹp. Quánh đỏ là nó đã ta ta đắng liền. Dạ, quý chứ chán không. Chóc cái tiền. Đọc đây. Một. Đọc chưa? Thành ô. Em. Em quánh cái nếp bờ trên chợ. Cà phê bị dưới nha. Cà phê. Nếp bờ trên chợ quánh nó trắng á. Để đi sao quánh ngàn vậy nha. Quánh cái nếp trên đi. Về về trái vô. Cà phê nhiều vô. Ăn nha. Điểm được lấy không? 1 48 điểm. Vì gì mà đây? Còn gánh cọc lưng. Thế đó. 48 điểm còn 2 điểm cái nhà đi. Có gì đâu. Buông ra cái này mình làm cái 49 nè. Đúng rồi. Đó, gà nó lên mấy sườn nè. Anh lên trắng ơi. Càng lên càng mê. Miên nữa càng mê. Miên nữa. Ok. Ê, muốn càng đá đâu, chạy đâu cho thoát. 149 phải đậu. Ôi vô ác trời. Cái gì cái nhà cái gì? Ừ, quýnh đá bên đây nè. Đá bên đây nè, quýnh cho đỏ nè, quýnh mắt bên đây nè. Mỏng. Mạnh lên. Mỏng nghe, trúng cho đỏ nghe. Mạnh. Ừ. Ê. Ê. Không. Yeah. Thấy không? Người yếu nhất nhất mà kết thúc chiến đấu luôn cả nhà. Sao rồi? Cho mình một lan, cho vợ đậu một lan cả nhà. Có tay em. Chúc em nhiều sức khỏe nha. Có tay, có tay. Có tay Dương Hay, Dương Hay quá là Dương Hay ơi. Chúc Dương Hay nhiều sức khỏe, chúc nhật con miệng nha.
Thôi tới bây giờ hôm nay chạy xong tô giữa đội mình với đội bên Cô Tư với Nhật, thì hai dòng mình đã giành chiến thắng rồi nha. Hẹn ông bà cô chú anh chị em 12 giờ chơi có clip mới. Còn bây giờ cho Tem Pháp TV mình kết thúc clip tại đây. Bye bye cả nhà nha. Bye. 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 Bye.